Ok Và chào mừng anh em và chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục chúng ta cập nhật về thị trường Và chúng ta sẽ cập nhật về xu hướng Bitcoin anh em nhé ờ, Ngày hôm nay khi mình đang ngồi cập nhật thị trường với mọi người thì Bitcoin đang giao dịch quanh mức 29.300 đô Hiện tại thì anh em có thể để ý rằng là Hiện tại thì Bitcoin chúng ta nó đang có một cái xu hướng sideways khá là dài rồi đúng không? Sau một cái nhịp giảm mà Bitcoin nó đẩy từ cái nền giá 27 000 đô Cái nền giá mà mình có phân tích với anh em là Bitcoin nó có thể quay trở lại về được Thì Bitcoin đã có một cái nhịp hồi lên vùng 30 000 đô Một cái nhịp bứt phá khoảng 10% Thì uh, sau khi mà Bitcoin nó bứt phá lên cái nền giá bên trên khoảng 10% Thì uh, thị trường của chúng ta thì gần như là một cái giai đoạn gần như thị trường nó đi ngang thôi Đây có thể là một cái giai đoạn mà một người sẽ thấy rằng là Cái sự biến động của nó không nhiều gần như là một cái xuồng sideways đi ngang và nó không không biến động quá nhiều với cá nhân của mình thì uh, thời điểm này thì uh, chúng ta có thể chờ đợi thị trường thêm trong tháng 5. Tại vì uh, cái mục tiêu của mình là thị trường ta thì trong tháng 5 mình có thể là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái nhịp tăng trưởng và một cái nhịp tăng giá trong tháng 5. Đấy thì uh, anh em nào mà chúng ta muốn vào hàng hoặc anh em nào chúng ta muốn đi chợ thì mọi người phân bổ vốn nhé. Theo mình là cái nền giá này thì vẫn là cái nền giá ok chúng ta vẫn có thể đi chợ và chúng ta vẫn có thể phân bổ phân bổ vốn được thì cái kỳ vọng của chúng ta thì trong tháng 5 nếu như mà thị trường nó cũng có những cái được đẩy tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới những cái target về bên trên nhưng mà thời gian mà để nó chạy được thì có thể là nó sẽ phải chờ khá là lâu đấy ừ, ít nhất là anh em đã phải chờ trong tháng 5 và ngày hôm nay thì chúng ta có thể gom hàng dần như bản thân của mình thì mình cũng đã và đang gom hàng trong cái đoạn vừa qua rồi và giai đoạn này thì mình đang chờ lại thị trường thôi đúng không ạ về xu hướng của thị trường chúng ta sẽ nhìn qua một chút về D1 nhé Về cái xu hướng của D1 thì có lẽ là chúng ta cũng không có quá nhiều điều để chúng ta chia sẻ với chia, chia sẻ với nhau. Tại vì xu hướng của thị trường hiện tại thì hiện tại theo cá nhân của mình thì cái trend của D1 và xu hướng của D1 thì hiện tại nó vẫn đang ở trong một cái trend tăng thôi. Nên thực ra là cái nhịp bứt phá và cái nhịp mà chúng ta chờ đợi thị trường nó có cái nhịp tăng trưởng tiếp diễn thì nó cũng không phải là quá khó. Đây là những cái quan điểm và những cái nhận định của mình trong ngày hôm nay Còn có thể là nếu như mà trong một vài ngày tới mà thị trường nó có những cái tín hiệu xấu thì mình của mình cũng sẽ cắt out thôi Nhưng mà đến ngày hôm nay khi mà mình đang ngồi chia sẻ với mọi người thì những cái tín hiệu về thị trường nó cũng chưa xấu và chúng ta hoàn toàn có thể tính toán để chúng ta bảo hàng được chứ cũng không phải là chúng ta chúng ta có những cái tín hiệu xấu với thị trường với cá nhân của mình thì mình cũng đã và đang đi chợ rồi nên cái đấy tùy mọi người thôi về cái lệnh vào hàng nếu anh em nào mà chúng ta muốn cài sầm lót thì mình có thể cài cho mình ở cùng 27 000 đô nhé Nếu anh em nào mà chúng ta muốn cài sầm lót thì mọi người, mọi người sẽ chú ý giúp mình ở cái vùng khoảng 27 000 đô thì đây là cái vùng mà chúng ta có thể tính toán cắt đao ra nếu như mà thị trường nó phá. Còn bản thân của mình thì mình chia sẻ với anh em nhiều rồi đúng không ạ? Nếu như mà thị trường nó có những cái tín hiệu xấu hoặc là thị trường đơn giản là cái vấn đề là cái dòng tiền hoặc là cái xu hướng nó không ổn định nữa thôi thì mình cũng sẽ cắt đao ra. Nhưng mà hiện tại thì cái xu hướng tăng của nó vẫn khá là ok nên mình vẫn giữ cái danh mục đầu tư của mình. Còn anh em mà chúng ta đánh thì có thể cài sớm nó rút mình ở vùng 27.000 đô nhé Đây là cái vùng mà nếu anh em mà chúng ta muốn cắt ra và chúng ta bảo vệ tài khoản thì chúng ta cũng có thể tính toán được. Về cái nhịp đợt này thì mình đang kỳ vọng rằng là sau khi mà thị trường nó rớt về cái vùng 27.000 đô là cái vùng mà mình phân tích với anh em đúng không ạ? Tại vì cái vùng mà cái thời điểm mà mình có khuyên một người cắt out ấy là cái thời điểm mà Bitcoin khoảng 20k7 và 20k8. 30k7 và 30k8 Thì ở vùng 30.700 đô và 30.800 đô thì mình từng chia sẻ với anh em rằng Cái vùng giá đó thì khả năng thị trường nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh về 27.000 đô Thế rất là nhiều anh em nó hỏi mình là anh Hiếu ơi có vào được hay chưa Thì thực ra nó về và nó chạy theo cái plan của mình rồi nên cá nhân của mình vào hàng rồi thì mục tiêu là ở cái vùng 27 000 đô này nếu như nó trụ được thì chúng ta có thể chờ đợi một cái gì ạ một cái gì phá trong tháng năm này thì ở trong cái đoạn này thì anh em chúng ta đánh thì mọi tính toán rủi ro giúp mình nhá sau đó chúng ta vào và nhớ cho mình một cái điều là khi mà chúng ta vào lệnh hay là khi mà chúng ta thực hiện giao dịch thì chúng ta có trách nhiệm với cái tài khoản của mình nó giống như những cái việc mà trước đây mình từng từng chia sẻ với anh em tôi đó nha chúng ta có chơi thì chúng ta có chịu nếu anh em mở chúng ta chịu được rủi ro thì chúng ta vào chứ không thể nào bây giờ khi mà mọi người vào xong thì sau đó thì chúng ta lại không chấp nhận rủi ro đúng không ạ sau đến lúc mà thì nó xuống chẳng hạn thì anh em chúng ta lại dẹp lại cuống sau đó thì chúng ta lại có một cái tâm lý đổ lỗi thì cái điều đó nó sẽ không hay nên theo như mình nói nha khi mà anh em thực hiện giao dịch thì chúng ta có trách nhiệm với cái tài khoản của mình cái việc mà bao nhiêu phần trăm vốn hay là cái việc mà ra quyết định mua hay là bán là do mọi người thì anh em có thể thay đổi anh em có thể theo dõi theo cái plan của mình để chúng ta ra quyết định thôi còn mình vẫn nói luôn mọi người nói là uh, nếu như thị trường xấu thì mình cũng sẽ tính toán cắt out. chứ không phải là mình làm cái người mà bảo thủ hay là mình không thay đổi cái quan điểm khi mà thị trường thay đổi nên có thể là ngày hôm nay mọi người sẽ thấy mình phân tích thị trường như thế này nhưng mà nếu như mà thị trường xấu thì mình cắt lỗ rồi thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta nên linh động với thị trường đúng không ạ về chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái xuống của đồng ETH đây ạ. À. <laughs> ETH cũng là một cái đồng coin mà hiện tại nó đã về cái vùng entry ở cái vùng khoảng 2000 1800 đô rồi. Thì kịch uh, bản mình đưa ra với anh em là cái target gần nhất là khoảng 2000 đô. Mà target cao hơn thì nó có thể hướng tới cái target phía trên là khoảng 2400 đô. Thì ETH này thì nó cũng có lên giá rất là cao rồi nên khi mà anh em mới đầu tư thì anh em cũng nên phân bổ vốn. chúng ta không chúng ta nên giải ra nhiều đồng coin chứ chúng ta cũng không nên chúng ta tập trung vào một đồng cái việc mà khi mà anh em mời chúng ta thực hiện giao dịch và chúng ta tập trung vào một cái đồng coi thì trong trường hợp những cái thời điểm mà thị trường nó thị trường nó sẽ nó không đẩy cái đồng coi của anh em thì mọi người rất là bị tâm lý nên lời khuyên của mình là anh em mà có đầu tư thì chúng ta sẽ nên tập uh, nên không nên tập trung quá vào một đồng chúng ta hãy chia ra được không ạ Ờ, uh, giai đoạn này là cái giai đoạn mà theo như mình là năm nay thì chúng ta có thể tận dụng được để mà đánh những con sóng trung hạn và cái con sóng này thì với mình nó vẫn là những con sóng trung hạn thôi đó, con sóng này với mình khi mà mình thực hiện giao dịch thì mình từng chia sẻ với anh em rồi nó vẫn là những nằm trong cái con sóng trung hạn thì uh, chúng ta giao dịch thì chúng ta cẩn thận một chút nếu như mà đợt này mà thì nó đẩy được thì uh, những cái đồng ăn con nó sẽ tăng trưởng được khoảng 30 phần trăm 40 phần thậm chí là nhiều hơn là khoảng tầm gì ạ dạ, 5 60 thì cái điều đó là cái điều mà nếu như mà cái đợt này mà gì ạ dạ, thực sự mà thì nó đẩy được thì chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới những cái điều ta kết như vậy thế nên là tầm này thì anh em có thể tính toán để anh em phân bổ vốn giúp mình được anh em nhé À, thực ra với mình thì mình cũng tính toán rồi khi mà rủi ro nó xảy ra thì mình sẽ chấp nhận cái khoản lỗ và mình cắt Còn anh em thì mọi người sẽ chủ động mọi người tính giúp mình <laughs> à, về đồng an coi thì những cái đồng an coi thì nó cũng sẽ xảy ra những con sóng điều chỉnh trước đây ờ, à, gần đây thì mình hay từng chia sẻ với anh em là cái con sóng mà thị trường nó đẩy form lên vùng trên này do đó nó sẽ có một cái con sóng rũ người chơi để nó quay trở lại nó test lại cái đáy cũ này thì con sóng này nó đã và đang xảy ra rồi Anh em nhìn mặt bằng chung thì những cái đồng ăn con nó đều có cái con sóng rũ người chơi nó chính là cái con sóng mà nó quay trở lại nó test lại cái đáy của dạ cung D1 thì cái lan này nó xảy ra rồi thì thời điểm này nó cũng là cái thời điểm mà chúng ta có thể gom hàng được anh em nhé cái lan nó rũ người chơi thì mình từng chia sẻ với anh em rồi ở cái con sóng trước thì mình từng chia sẻ với anh em là cái diện thị trường nó đẩy nhưng mà đẩy xong rồi nó không mô sau đó sẽ có một cái con sóng rũ người chơi đấy thì kỳ vọng nó sẽ quay trở lại nó test được cái đỉnh đầu tiên là cái đỉnh của cùng an gì ạ H4 và cao hơn thì nó có thể hướng tới cái target về bên trên này đấy thì mọi người có thể chờ đợi giúp mình trong tháng 5 nhé thì uh, an toàn nhất thì anh em sẽ đi cái volume nó sẽ khoảng một một cái phần vốn mà cái chúng ta chấp nhận được do thôi Ví dụ anh em nào chúng ta không chấp nhận được do Thì chúng ta chỉ nên đi volume khoảng 2-3% thôi Anh em nào mà chấp nhận được do nhiều hơn Thì chúng ta có đi volume 5% nhé Đó ok Thì uh, trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật thị trường Với anh em nhanh như vậy Và ngoài ra thì anh em có thể tham gia vào Telegram Và tham gia vào group Facebook Thì uh, cái đường link thì mình có để ở cái phần mô tả này rồi thì Anh em có thể xuống cái phần mô tả này nhé Sau đó anh em có thể tham gia vào trong nhóm Telegram Và cả tham gia vào trong nhóm Facebook Ngoài ra để mà cập nhật thị trường chi tiết hơn thì anh có thể tham gia vào trong nhóm nhóm tín hiệu riêng của mình. Thì ở trong nhóm này mình có cập nhật thị trường chi tiết hơn cũng như là đưa ra những cái tín hiệu về an coi để mỗi người thực hiện giao dịch. Ok và video ngày hôm nay của mình cũng sẽ kết thúc đây. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye mọi người.